Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển Chinh phục nâng cao tiếng Việt 3 của cuốn sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa các câu hỏi và bài tập trong tuần số 10 Mái nhà yêu thương Phần A, kiến thức trọng tâm Thứ nhất, phân biệt vần yêu và vần ưu vần em và vần em. Thứ hai, đó là về từ ngữ chỉ đặc điểm và câu khiến. Dựa vào phần kiến thức trọng tâm này thì cô và Ken sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi của phần B bài tập. Với phần B bài tập thì chúng ta sẽ có tất cả 16 câu hỏi trong tuần số 10 theo mức độ khó tăng dần. Từ câu số 1 đến câu số 4 thuộc mức 1, từ câu 5 đến câu 11 thuộc mức 2 và từ câu 12 đến câu 16 thuộc mức 3. Trước tiên cô và Kem sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở mức 1 Từ câu số 1 đến câu số 4 như sau Câu hỏi số 1 Những sự vật nào chỉ chứa vần yêu hoặc ưu En hoặc eng xuất hiện lần lượt trong các bức tranh sau Đáp án A Thả diều, con hươu, cái chén Đáp án B Con diều, cái xiềng, cuộn len. Đáp án C xúc đất, con mèo, cái đèn. Và đáp án D làm diều, trồng cây, cuộn chỉ. Với câu số 1 thì Kem sẽ quan sát các đáp án như sau. Với đáp án A thả diều, con hươu, cái chén. Trong các từ ngữ này thì đều có chứa vần yêu và vần ưu, vần en. Tuy nhiên, từ thả diều thì không phải chỉ sự vật, mà chỉ một hoạt động. Ngoài ra thì từ con hươu và từ cái chén thì cũng không có ở trong các bức tranh. Như vậy thì đáp án A sẽ không phải đáp án đúng. Đáp án B, con diều, cái sẻng, cuộn len. Trong đáp án B thì các em sẽ thấy có các từ như con diều thì sẽ chứa vần yêu, cái sẻng thì tiếng sẻng chứa vần en và cuộn len thì tiếng len chứa vần en và đây đều là những từ ngữ chỉ sự vật có xuất hiện trong các bức tranh như vậy B là đáp án đúng đáp án C các em sẽ thấy có từ xúc đất thì không phải từ chỉ sự vật ngoài ra thì sự vật cái đèn cũng không có ở trong các bức tranh bên trên như vậy thì C không phải đáp án đúng và đáp án D thì các em sẽ thấy các từ làm diều và trồng cây thì đây đều không phải từ ngữ chỉ sự vật mà là từ chỉ hoạt động. Ngoài ra thì từ trồng cây cũng không chứa các vần ở phía bên trên. Như vậy thì D không phải đáp án đúng. Vậy thì trong 4 đáp án thì sẽ chỉ có đáp án B, con diều, cái sẻng và cuộn len là những từ chỉ sự vật chứa vần yêu hoặc vần em, vần en xuất hiện trong các bức tranh. Vậy Kem sẽ chọn đáp án B trong câu hỏi số 1. Câu số 2. Đáp án nào dưới đây đã điền đúng lần lượt từ có vần ưu hoặc yêu cho các bông hoa trong câu văn sau? Sinh nhật chấm 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 cao cổ, sóc đã hái được rất chấm 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 hoa tươi để tặng bạn Đáp án A nhiều hươu. Đáp án B hươu nhiều. Đáp án C hiêu nhiều. Và đáp án D nhiều hiêu. Trước tiên các em sẽ quan sát câu văn ở trong câu số 2. Ở hình bông hoa thứ nhất, các em sẽ thấy đằng sau bông hoa có từ cao cổ. Vậy thì chúng ta sẽ thêm một từ để hoàn thiện tên của một con vật. Đó là từ hươu. Từ hươu thì sẽ có chứa vần ưu và chúng ta sẽ được từ hươu cao cổ. Bông hoa thứ hai thì chúng ta sẽ thêm một từ chứa vần yêu, đó là từ nhiều. Để ghép với các từ đằng sau chúng ta sẽ có câu, sẽ có cụm từ, đó là nhiều hoa tươi. Sau khi ghép xong thì chúng ta sẽ có câu văn hoàn chỉnh, đó là sinh nhật hươu cao cổ, sóc đã hái được rất nhiều hoa tươi để tặng bạn. Như vậy, đáp án mà điền đúng lần lượt từ có vần ưu hoặc vần yêu cho các bông hoa đó là hưu và nhiều. Vậy đáp án đúng trong câu số 2 là đáp án B. Câu 3. Câu văn nào dưới đây là câu khiến? Đáp án A. Ôi, bà kể chuyện hay quá. Đáp án B. Oa, bà kể chuyện hay thế. Đáp án C. Bà kể chuyện cho cháu nghe nhé. Và đáp án D, bà tớ kể chuyện hay lắm. Với các đáp án ở câu số 3 thì các em sẽ quan sát đáp án A, B và D thì đều là câu cảm. Trong đó thì đáp án A có từ cảm là từ ôi, từ quá. Đáp án B thì sẽ có từ cảm là từ oa, từ thế. Đáp án D có từ cảm là từ lắm. Vậy thì trong các câu này, đây là những câu cảm thì bộc lộ cảm xúc. Và chỉ có câu C, bà kể chuyện cho cháu nghe nhé. Trong đó sẽ có từ khiến là từ nhé. Thì là một câu nêu đề nghị bà kể chuyện cho cháu nghe. Vậy thì đáp án đúng trong câu số 3 là đáp án C. Kem sẽ khoanh tròn đáp án C. Câu 4. Đáp án nào chỉ chứa các từ ngữ thường dùng trong câu khiến? Đáp án A. Sao, thế đâu chứ nào đáp án B đừng chớ nào đi hãy đáp án C đây muốn nhờ thích nhé và đáp án D ai rất nhỉ lắm đó ư trước tiên với đáp án A kem sẽ thấy các từ như từ sao từ đâu hoặc từ nào thì sẽ thường xuất hiện trong câu hỏi từ thế từ chứ sẽ thường xuất hiện trong câu cảm như vậy a không phải đáp án đúng đáp án b đừng chớ nào đi hãy đây là những từ thường xuất hiện trong câu khiến như vậy b là đáp án đúng đáp án c đây muốn nhờ thích nhé trong câu này thì có thể có từ nhé thì có xuất hiện trong câu khiến tuy nhiên các từ đây muốn nhờ thích thì sẽ không xuất hiện đặc biệt ở trong câu khiến còn đáp án d ai rất nhỉ lắm đó ư thì những từ chẳng hạn như ai nhỉ ư sẽ thường xuất hiện trong câu hỏi các từ rất lắm đó thì cũng không nhất thiết là xuất hiện trong câu khiến mà có thể trong các câu ở dạng khác. Như vậy thì đáp án đúng ở trong câu số 4 sẽ là đáp án B là các từ chỉ từ ngữ thường dùng trong câu khiến. Vậy Kem sẽ khoanh tròn đáp án B ở trong câu số 4. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn Kem thực hiện các câu hỏi mức 2 từ câu 5 đến câu số 11 như sau. Câu số 5. Câu văn nào dưới đây có từ chứa vần en là từ chỉ đặc điểm? Đáp án A. Hoa loa kèn là loài hoa được nhiều người yêu thích. Đáp án B. Học sinh mới bén lẽn giới thiệu bản thân trước cả lớp. Đáp án C. Tiếng kèn của người nghệ sĩ êm dịu và sâu lắng. Và đáp án D. Dòng suối nhỏ len lỏi qua các khe đá. Với câu số 5 thì các em sẽ quan sát các đáp án. Đáp án A thì sẽ có từ chứa vần en, đó là từ hoa loa kèn. Trong đó tiếng kèn thì chứa vần en. Tuy nhiên, đây là một từ chỉ sự vật, đó là một loài hoa chứ không phải từ chỉ đặc điểm. Cho nên A thì không phải đáp án đúng. Đáp án B, các em thấy có từ chứa vần en, đó là từ bẽn lẽn. Đây là một từ chỉ đặc điểm, từ bẽn lẽn thì sẽ nói về một đặc điểm đó là có dáng điệu rụt rè và thiếu tự nhiên về e thẹn hoặc là chưa quen như vậy thì ở ý b đây là từ chứa vần n là từ chỉ đặc điểm đáp án c các em sẽ thấy có từ chứa vần n đó là từ tiếng kèn tuy nhiên đây là từ chỉ sự vật cho nên c không phải đáp án đúng còn đáp án d thì các em sẽ thấy có từ chứa vần n đó là từ len lỏi Tuy nhiên đây là một từ chỉ hoạt động Cho nên D cũng không phải đáp án đúng Vậy thì đáp án đúng ở trong câu số 5 Từ có chứa vần N là từ chỉ đặc điểm nó là ở đáp án B Từ bẽn lẽn Các em sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu số 5 Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang câu hỏi số 6 Câu bạn hãy tập trung nghe cô giáo giảng bài đi. Dùng để làm gì? Đáp án A. Dùng để kể, tả, giới thiệu. Đáp án B. Dùng để ra lệnh, yêu cầu. Đáp án C. Dùng để đưa ra lời đề nghị. Và đáp án D. Cả B và C đều đúng. Trong câu hỏi số 6 thì Kem sẽ thấy câu Bạn hãy tập trung nghe cô giáo giảng bài đi. Đây là một câu khiến và câu khiến này thì đang nêu yêu cầu và đề nghị. Bạn nhỏ hãy tập trung nghe cô giáo giảng bài. Còn đáp án A dùng để kể, tả, giới thiệu thì không phải đáp án đúng. Vậy thì đáp án đúng trong câu số 6 sẽ gồm có cả đáp án B và C. Vậy các em sẽ chọn đáp án D, đó là cả B và C đều đúng. Các em sẽ khoanh tròn đáp án D trong câu số 6. Câu số 7. Câu văn nào dưới đây có cả từ chỉ âm thanh và từ chỉ màu sắc? đáp án a âm thanh của chiếc đàn hay quá đáp án b cái loa màu đen phát ra tiếng rất to đáp án c bài hát này mới ngọt ngào làm sao đáp án d quyển sổ chép nhạc có màu vàng với đáp án a thì kem sẽ thấy câu âm thanh của chiếc đàn hay quá trong câu này thì không có từ chỉ âm thanh và chỉ màu sắc vậy thì a không phải đáp án đúng đáp án b cái loa màu đen phát ra tiếng rất to trong câu này sẽ có từ chỉ âm thanh đó là từ to từ chỉ màu sắc là từ đen vậy thì đáp án b sẽ có cả từ chỉ âm thanh và từ chỉ màu sắc đáp án c bài hát này mới ngọt ngào làm sao trong câu này thì không có từ chỉ âm thanh hay từ chỉ màu sắc Vậy thì C không phải đáp án đúng. Và đáp án D, quyển sổ chép nhạc có màu vàng. Các em sẽ thấy có từ chỉ màu sắc, đó là từ vàng. Tuy nhiên, trong câu này thì không có từ chỉ âm thanh. Vậy thì D không phải đáp án đúng. Vậy trong bốn đáp án này thì sẽ chỉ có đáp án B thì sẽ có cả từ chỉ âm thanh và từ chỉ màu sắc. Như vậy thì đáp án đúng ở trong câu số 7 là đáp án B em sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu 7. Câu số 8. Câu cảm có tác dụng. Đáp án A: bộc lộ cảm xúc vui, mừng, thán phục của người nói. Đáp án B: nêu ra một yêu cầu hoặc đề nghị của người nói. Đáp án C: thông báo trình bày một nội dung nào đó. Và đáp án D: bày tỏ sự thắc mắc, hiếu kỳ của người nói. Với câu hỏi số 8 thì các em sẽ thấy rằng câu cảm sẽ có tác dụng đó là bộc lộ cảm xúc chẳng hạn như vui mừng hay thán phục của người nói. Như vậy đáp án đúng trong câu số 8 là đáp án A, các em sẽ khoanh tròn đáp án A trong câu số 8. Còn các đáp án B, C và D thì đáp án B nêu ra yêu cầu hoặc đề nghị sẽ của câu khiến. Thông báo hay trình bày một nội dung nào đó thì sẽ thường là một câu kể. Còn bày tỏ sự thắc mắc hay hiếu kỳ của người nói thì sẽ là một câu hỏi. Như vậy đáp án đúng ở trong câu số 8 là đáp án A. Câu cảm có tác dụng là bộc lộ cảm xúc vui mừng thán phục của người nói. Câu hỏi số 9, em sẽ nói câu khiến trong tình huống nào dưới đây? Đáp án A, em muốn bố mẹ đưa về quê thăm ông bà. Đáp án B, em quên làm bài tập cô giáo giao về nhà. Đáp án C, em muốn hỏi bố về ngày sinh nhật của bà và đáp án D, em đọc được một câu chuyện rất hay. Với câu số 9, trong trường hợp A, khi em muốn bố mẹ đưa về quê thăm ông bà thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng câu khiến để nêu đề nghị là được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà. Vậy thì đáp án A có thể sử dụng câu khiến. Đáp án B, em quên làm bài tập cô giáo giao về nhà. Ở trong ý b thì khi mà chúng ta quên làm bài tập cô giáo giao về nhà thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không sử dụng câu khiến mà sẽ sử dụng câu cảm để bộc lộ có thể bộc lộ sự hối hận hay là cảm giác uh, muốn xin lỗi cô giáo về việc là mình đã quên làm bài tập về nhà đáp án c em muốn hỏi bố về ngày sinh nhật của bà trong trường hợp này thì chúng ta sẽ không sử dụng câu khiến mà sẽ sử dụng câu hỏi để hỏi ngày sinh nhật của bà còn đáp án D Em đọc được một câu chuyện rất hay Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng câu cảm để uh, bộc lộ cảm xúc về một câu chuyện hay mà chúng ta đọc được Vậy thì trong bốn đáp án này tình huống cần sử dụng câu khiến đó là ở đáp án A đó là em muốn bố mẹ đưa về quê thăm ông bà Vậy Kem sẽ khoanh tròn đáp án A ở trong câu số 9 Câu hỏi số 10 Câu cảm nào dưới đây được dùng để bày tỏ sự thán phục trong tình huống Cô giáo ra một bài toán khó, cả lớp chỉ có bạn Lan Anh làm được. Đáp án A, Lan Anh cố gắng quá. Đáp án B, bài toán này khó quá. Đáp án C, Lan Anh siêu thật đấy. Và đáp án D, cả A và C đều đúng. Với câu hỏi số 10, khi muốn sử dụng một câu cảm để bày tỏ sự thán phục trong tình huống khi mà cô giáo ra một bài toán khó và cả lớp chỉ có một mình bạn Lan Anh làm được thì chúng ta sẽ sử dụng lời khen với bạn và sự thán phục với bạn qua câu Lan Anh siêu thật đấy. Còn ý a Lan Anh cố gắng quá là sẽ sử dụng trong trường hợp khác khi bạn đã cố gắng làm một việc gì đó. Còn trong trường hợp B là bài toán này khó quá Thì sẽ nói về bài toán khó chứ không nói về bạn Lan Anh Vậy thì trong các đáp án này em sẽ chọn đáp án C trong câu số 10 Câu số 11 Dòng nào dưới đây chỉ chứa các từ ngữ có thể thay thế cho từ in đậm trong câu văn sau Cô Thư ngỡ ngàng khi nhận được món quà đặc biệt từ Khánh Đáp án A. Ngạc nhiên, bất ngờ, sửng sốt. Đáp án B. Băn khoăn, đâm chiêu, ngạc nhiên. Đáp án C. Hồi hộp, kinh ngạc, hoảng hốt. Và đáp án D. Xúc động, rung động, cảm động. Với câu số 11 thì các em sẽ thấy có từ in đậm trong câu văn, đó là từ ngỡ ngàng. Từ ngỡ ngàng thì nói về cảm xúc là cảm thấy ngạc nhiên trước những điều mới lạ hoặc không nghĩ tới hay không ngờ tới vậy thì với những từ mà có thể thay thế cho từ này đó sẽ là những từ ngạc nhiên bất ngờ và sửng sốt còn ở các đáp án b c và d thì các từ như băn khoăn đâm chiêu hay hồi hộp hoảng hốt hoặc rung động thì sẽ không có nghĩa giống như từ ngỡ ngàng Vậy thì em sẽ chọn đáp án A ở trong câu số 11. Đây là những từ có thể thay thế cho từ hiền đậm ở trong câu văn. Bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang các câu hỏi ở mức 3, từ câu 12 đến câu 16. Câu hỏi số 12, cách nào dưới đây có thể dùng để đặt câu khiến? Đáp án A, thêm từ không, chưa vào cuối câu. Đáp án B, thêm từ lên hoặc đi thôi nào vào cuối câu. Đáp án C, thêm từ quá hoặc lắm, xin, mong vào đầu câu. Và đáp án D, tất cả đáp án trên đều đúng. Với câu 12 thì trước tiên các em sẽ quan sát ý A, nếu như thêm từ không hay chưa vào cuối câu thì sẽ thành câu hỏi chẳng hạn bạn đi học không hay bạn đi học chưa thì đó sẽ là một câu hỏi cho nên đáp án a thì chúng ta sẽ không thể thêm những từ này để đặt câu khiến đáp án b thêm từ lên đi thôi nào vào cuối câu thì đây là một trong những đáp án đúng mà có thể dùng các từ để đặt câu khiến chẳng hạn đi học thôi hoặc đi học nào? Như vậy ở đáp án B thì có thể dùng những từ này là câu khiến. Đáp án C, thêm từ quá hoặc lắm, xin, mong vào đầu câu. Đây là một đáp án không chính xác bởi vì những từ này thì sẽ thường có trong câu cảm. Và đáp án D, tất cả các đáp án trên đều đúng. Thì như vậy nếu như đáp án A và C đã không đúng thì đáp án D cũng sẽ không chính xác. Vậy trong bốn đáp án thì sẽ chỉ có đáp án B là đáp án mà có những từ ngữ có thể dùng để đặt câu khiến. Vậy Kem sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu số 12. Câu 13, đáp án nào dưới đây đã ghép đúng câu khiến với tình huống cần sử dụng câu khiến đó? Câu hậu... câu số 1, thư viện đến giờ đóng cửa rồi. Chúng ta nên đi về thôi. Câu số 2, Cuối tuần chúng mình đến thư viện học nhóm đi. Câu số 3. Cuối tuần chúng mình đến thư viện đọc sách nhé. Ý A. Em muốn rủ bạn cuối tuần đến thư viện đọc sách. Ý B. Em rủ các bạn cùng nhau đến thư viện học nhóm. Ý C. Em nhắc các bạn nên đi về thư viện vì đã đến giờ đóng cửa. Đáp án A. Một nối với A, hai nối với C, 3 nối với B. Đáp án B, 1 nối với C, 2 nối với B, 3 nối với A. Đáp án C, 1 nối với C, 2 nối với A, 3 nối với B. Và đáp án D, 1 nối với A, 2 nối với B và 3 nối với C. Với câu 13 thì trước tiên chúng ta sẽ quan sát các câu có số ở đầu và những câu có chữ ở đầu như sau. Với câu khiến, thư viện đến giờ đóng cửa rồi, chúng ta nên đi về thôi. Câu này thì chúng ta sẽ áp dụng trong tình huống đó là em nhắc các bạn nên đi về vì thư viện đã đến giờ đóng cửa. Câu số 2, cuối tuần chúng mình đến thư viện học nhóm đi. Với câu số 2 này sẽ áp dụng với tình huống B, đó là em rủ các bạn cùng nhau đến thư viện học nhóm. Còn câu số 3, cuối tuần chúng mình đến thư viện đọc sách nhé, thì sẽ ghép với ý A, đó là em muốn rủ bạn cuối tuần đến thư viện đọc sách. Như vậy, thứ tự ghép đúng của chúng ta, đó là ở đáp án B. 1 nối với C, 2 nối với B, 3 nối với A. Vậy Kem sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu số 13. Câu 14. Dòng nào điền đúng lần lượt các từ còn thiếu và bông hoa trong đoạn sau? Cậu chấm 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 vứt rác bừa bãi nữa. Khi cậu vứt rác bừa bãi sẽ khiến môi trường ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của các sinh vật xung quanh chúng ta. Vì vậy, cậu chấm 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 vứt rác đúng nơi quy định. Chúng mình cùng nhau bảo vệ môi trường. chấm 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 Đoạn văn trích trong bài đọc Trung tay bảo vệ môi trường của tác giả Linh Anh Đáp án A Đừng chớ nào Đáp án B Đừng hãy nhé Đáp án C Hãy đừng đừng Và đáp án D Đừng ngưng nhé Với câu số 14 thì chúng ta sẽ thêm các từ thay thế trong bông hoa như sau cậu chấm 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 vứt rác bừa bãi nữa. Đây là một câu khiến nêu đề nghị và yêu cầu không vứt rác bừa bãi nữa. Vậy trong trường hợp này thì một lời yêu cầu đề nghị mà mang tính chất là nhắc nhở bạn mình không vứt rác nữa thì chúng ta sẽ dùng từ đừng. Vậy từ đừng sẽ được thay thế ở trong bông hoa thứ nhất. Như vậy thì trước tiên các em sẽ có thể loại trừ được đáp án C là có từ hãy ở đầu thì không phù hợp. Tiếp theo. Câu số 2, vì vậy cậu chấm 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 vứt rác đúng nơi quy định. Đây cũng là một câu nêu yêu cầu đề nghị và là một câu khiến. Vậy trong trường hợp này, khi mong muốn bạn mình giúp vứt rác đúng nơi quy định thì chúng ta sẽ dùng từ khiến, đó là từ hãy. Vậy thì chúng ta sẽ thay thế cho bông hoa thứ hai từ hãy và cuối cùng chúng mình cùng nhau bảo vệ môi trường thì ở trong trường hợp này một câu khiến thì chúng ta sẽ thay bằng từ nhé để nêu yêu cầu đề nghị vậy sau khi thay các từ này vào thì chúng ta sẽ thấy rằng các từ điền đúng lần lượt các từ còn thiếu vào bông hoa đó là đã ở đáp án b Đừng hãy nhé. Các em sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu số 14. Câu số 15. Câu cậu chớ ngắt hoa bẻ cành ở đây thuộc kiểu câu gì? Vì sao? Đáp án A, câu hỏi vì trong câu có từ ở đây là từ để hỏi. Đáp án B, câu cảm vì kết thúc câu bằng dấu chấm than. Đáp án C, câu nêu đặc điểm vì trong câu có từ ngắt là từ chỉ đặc điểm và đáp D, câu khiến vì trong câu có nội dung nêu yêu cầu, ý khuyên ngăn. Với câu 15 thì các em sẽ thấy câu văn cậu chớ ngắt hoa bẻ cành ở đây, đây là một câu khiến nêu yêu cầu và ý khuyên là chớ ngắt hoa bẻ cành ở đây và trong đó có từ khiến là từ chớ. Vậy trong trường hợp này Câu văn sẽ thuộc kiểu câu khiến vì trong câu có nội dung nêu yêu cầu và ý khuyên ngăn, vậy các em sẽ khoanh tròn đáp án D trong câu 15. Câu hỏi số 16. Điểm khác nhau giữa hai câu văn dưới đây là gì? Câu số 1: Con phải làm bài tập đi. Và câu số 2: Con hãy cố gắng làm bài tập nhé. Đáp án A, số 1 là câu kể. 2 là câu khiến. Đáp án B. 1 là câu khiến, 2 là câu cảm. Đáp án C. 1 dùng để khuyên bảo, 2 dùng để răn đe, ra lệnh. Đáp án D. 1 thể hiện sự bắt buộc, 2 thể hiện sự động viên, khích lệ. Với câu số 16 thì trước tiên các em sẽ quan sát hai câu, câu số 1 và câu số 2. Cả hai câu này đều là hai câu khiến. Trong đó sẽ có từ khiến ở câu số 1 là từ phải. Từ đi. Còn câu khiến ở câu thứ hai thì có từ khiến là từ hãy và từ nhé. Tuy nhiên thì ở câu số 1 sẽ mang ý bắt buộc đó là phải. Tức là bạn nhỏ bắt buộc sẽ phải làm bài tập. Còn ý ở câu thứ hai thì sẽ mang tính chất là động viên khích lệ hơn, đó là con hãy cố gắng làm bài tập nhé. Như vậy thì điểm khác nhau giữa hai câu văn ở dưới đây đó là câu 1 thì thể hiện sự bắt buộc, còn câu 2 thì thể hiện sự động viên, khích lệ. Vậy thì các em sẽ chọn câu đáp án D trong câu số 16. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong tuần số 10 mái nhà yêu thương. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn chinh phục nâng cao tiếng Việt 3 của cuốn sách kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.